các bạn quay trở lại với Linh Kiện Store. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn về chiếc loa Marata 15MD, một dòng loa giá rẻ mà công suất lớn và có tích hợp sẵn 10.000 bài hát ở trong loa. Với Marata 15MD, chúng ta sẽ có thùng loa được làm bằng nhựa cực kỳ bền bỉ và chắc chắn, chống va đập và cũng như là chống ẩm mốc. Và vì thùng loa được làm bằng nhựa nên là dù loa có kích thước khá là lớn, chiều cao nó tới 7 tấc, nhưng mà loa chỉ nặng khoảng 26kg thôi, rất là dễ xách lên và di chuyển. Mặt phần trước của loa thì có khá là nhiều chi tiết. Loa này thì sở hữu loa bass 4 tấc với công suất lên đến 700W. Và để bảo vệ loa tốt hơn thì ta sẽ có hai cái màn lưới giả ở hai bên như thế này, đồng thời làm cho loa nhìn nó cứng cáp cũng như là mạnh mẽ hơn. Và đặc biệt loa rất là đẹp, rất là bắt mắt khi mà bạn sử dụng vào ban đêm với cái hệ thống đèn LED nhấp nháy theo nhạc của nó. Mặt trái của loa chúng ta sẽ có một cái nẹp để bạn có thể dễ dàng gắn cái bao micro. Mặt phải thì nó là một cái tay xách để xách loa lên. Ban đầu mình nhầm tưởng ở phần bên trên của loa chính là cái tay xách, nhưng mà vô tình mình cầm lên thì nó chính là cái tay kéo vali. Thì cái thiết kế của loa này, hai bánh xe của nó khá là lớn nên là chúng ta có thể dễ dàng nghiêng cái loa và vừa kéo vừa hát hay là vừa nói chuyện, sẽ rất là thích hợp đối với các bạn mà sử dụng loa này cho mục đích hát kẹo kéo, hát rong hay là bán hàng. Bảng điều khiển của loa thì có hai phần. Phần đằng trước ta sẽ có một cái màn hình hiển thị và một cái nút điều chỉnh âm lượng tổng của loa. Các bạn để ý là ở các cái nút điều chỉnh trên đây, chúng ta sẽ có thêm các cái nút số như là 1, 2, 3, 4, 5 hay là cộng 5. Thì với các cái nút này bạn có thể chỉnh bài hát ở trong loa khi mà kết nối loa với tivi, hoặc là bạn cũng có thể sử dụng cái đồ mốt có sẵn trong loa đi kèm theo với cái bao hộp như thế này. Ta có thể kết nối USB cũng như là thẻ nhớ ở trong loa. Và phần mặt sau, chúng ta sẽ có các cái nút chỉnh nhạc như là bass, treble, echo, mid bass hay là âm lượng guitar. Và với loa Marata 15MD, ta có thể chơi một lúc hai nhạc cụ và một mic có dây. Một thứ không thể thiếu đó chính là cái cổng hoa mai để có thể kết nối với đầu đĩa hay là TV. Một cái cổng HDMI, một cổng USB để gắn USB phát wifi cho loa. Loa Marata 15MD là dòng loa được sản xuất để có thể cạnh tranh với các dòng loa giá rẻ của Atnos. Cho nên là các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có 10.000 bài hát offline để các bạn có thể karaoke, và ta có thể kết nối với điện thoại di động, sử dụng micro có tần số UHF và có thể phát wifi. Bạn có thể karaoke ở bất cứ đâu, không cần mạng, không cần 3G. Vì đây là sản phẩm chính hãng nên là các bạn có thể quét cái mã QR ở trên đây để xem cái thông số của nhà sản xuất, cũng như là xem xác định xem có phải là đây là dòng loa chính hãng hay không. Bên cạnh đó thì Marata còn có một cái số hỗ trợ cho khách hàng của họ. Bạn có thể gọi điện vào cái số này khi mà gặp trục trặc hay là vấn đề gì, hoặc bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của Linh Kiện Store. Vì khi bạn mua hàng ở Linh Kiện Store thì bạn sẽ được bảo hành 12 tháng cũng như là đổi trả 7 ngày đối với các sản phẩm mới mua. Bây giờ mình sẽ test nhạc cũng như là micro cho các bạn nghe thử âm thanh, chất lượng âm thanh của con loa này như thế nào nhé. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alo. Micro của Marata là micro tần số UHF, micro kim loại như thế này, các bạn có thể thấy. Và ta có thể chỉnh được âm lượng cũng như là độ hút của micro đối với loa. Theo đánh giá của mình á, thì micro của dòng Marata là micro có khả năng hút mạnh nhất trên thị trường hiện nay.
Đối với tất cả các dòng loa luôn thì micro của Malata là micro có khả năng hút tốt nhất, mạnh nhất. Và tuy nhiên thì hút độ hút càng cao thì loa sẽ càng dễ hú, nên là khi các bạn ở gần loa thì chỉnh cái độ hút của micro nó giảm xuống để cho loa có thể hát tốt hơn cũng như là ít hú hơn. Bây giờ mình sẽ test nhạc